làm. À quên. Tiếp theo Thôn Khoa sẽ là Thôn Hạnh và sẽ chuẩn bị tiết mục của mình ạ. Vâng, đang tiến vào đây là các chị đến từ câu lạc bộ Thôn Khoát. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các chị ạ. Làm theo cánh con tàu quay qua đèo Hải Vân bay bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ.
con nào bó tay là của vua rồi ạ.